tuột dây rồi, đứt dây rồi. Các bạn, hôm nay tôi sẽ đi review tiếp mà mấy chiếc xe tải lên dốc mà chưa bị mắc lại này, sình lầy quá trời và lên dốc tương đối nguy hiểm. Giờ các bạn đón xem nha. Hello, chào tất cả các bạn. Bây giờ các bạn xem hôm nay xe chạy lên dốc trời mà mắc hết như này nè. Ba chiếc luôn hả? Còn một chiếc lên kia là bốn chiếc gì nữa. Đấy, cái đường lầy lội thôi. Sình lầy quá trời nè, xe đang mắc ở lại một đêm. Đấy, bây giờ anh em đang xử lý. Đó, còn hai chiếc dưới kia không? Đó, đen khung mà, khung mà. Anh em đang tời à, mở cái tời rồi kẹp cái sau đó, nó kẹp ấy. Xuống giật ngay giùm phụ nè. Đó, rồi rồi đó. À, nó phụ cái dây kìa. Đó, anh em mình kéo tự thôi. Rồi. Rồi, xem anh em kéo từ lên nè. Bắt tè lên, ủa bắt tè dơ hết luôn nè. Anh Út kéo từ đây Út. Rồi, xe chuẩn bị nhỏ từ ra đây. Mắc gì nữa đây? Đó, hai chiếc kia tiếp tục lên leo dốc nha. Cũng vừa.
kia cũng mát nữa ha. Bị sao em? Dạ. Bị sao rứa? Kéo từ anh, từ lên dốc này chứ dốc này đi không được. À. Kéo từ lên. Chơi em từ rồi đó. Đó. Nhưng mà dây nó bị thiếu. À, chờ kéo lên nữa hả? Nhỏ rồi. À, đúng rồi. Dạ. Dưới kia là mát nữa kìa. Còn hai dưới kia mát nữa. Các bạn xem đây, vừa ba chiếc xe lên cùng một lúc này. Trừ mất chiếc xích nối nhau luôn. Xe thứ nhất. Kinh khủng rồi. Bò lên cái dốc này phải chịu đơn giản nha. Ghê. Rồi, thứ nhất đã qua rồi, còn hai chiếc xa hy vọng là lên được cái dốc này. Rồi, chiếc thứ hai tiếp tục tới nè các bạn ơi. Các bạn xem chiếc thứ hai tiếp tục tới anh em tới đó. Tiếp tục chiếc thứ hai. Đường đi mít hư. Ghê chưa? Có kìa. Đó, chiếc thứ Mỹ, chiếc Mỹ thứ ba kìa. Vừa đi đi. Hào xuống rồi. Đó, chiếc thứ ba tiếp tục. Cố lên. Răng 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 răng.
quát lên đi. Đấy. tuột dây rồi. Rồi tiếp tục nè, mắc tơi rồi tiếp tục nè. Hồi nãy tơi bị đứt rung ra. Đi sao cũng hơi sợ nè. Như vậy là xe thứ ba cũng thoát khỏi cái sình lầy như dốc này nè. Hôm nay trời hứng nắng rồi, hôm qua mưa to quá. Ui, hết hồn. Rồi hẹn lại gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Các bạn xem thấy hay ủng hộ để mình có động lực làm video tiếp theo.